Đâu, anh khu đấy. Ừ. Ê, đấy là con dê của anh trưởng thôn mọi người nhá. Là rất là phá nghịch, da đấy nhưng mà phá lắm. Ok, hello chào các bạn, mình tên Hồng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Đông Ban. Chào bạn. Ok, chào mừng các bạn quay lại về channel Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Thì nói chung là hôm nay là anh em mình là không quay về bên nông nghiệp mà nghe. Thì hôm nay là bên cái chăn nuôi. Đấy, chăn nuôi là lợn, những chú lợn của anh em mình là hôm nay là có chữa cả đây hay. Lợn, nói chung là lợn là bữa trước anh em mình gọi là mua giúp tặng người dân, ý lợn người dân là anh em mình thôi. Thì gọi là cha của người dân cũng như là của anh em mình đấy. Thì chúng à. Mấy con chữa rồi các bạn. Anh em mình là sắp tới là phải ngăn chuồng đấy. Nên là chỗ thùng dê này là anh em mình bây giờ sẽ chuyển cho dê sang một chuồng khác. Nên là đấy, đấy vâng. Và vào quay lời cho tất cả mọi người xem là có hai con lớn là có chữa đây mọi người nhá. Ui dạ. Ê, chữa cũng có thứ. Con diễn như toài. Con này có chữa. Con nào chữa nhá. Con mua 6 này. Đi mua là coi chữa đấy mà. Con này con được cái chưa? Mấy là con mẹ đưa là lo liệu mà. Tên đôi ra grávida đấy. Sí, esa ahí con esa. Preto. Sí, preto con esa ahí. Vermelha da tanga. Y ahora te va a dividir aquí. Okay. Vai vir aqui a cabrito vai fazer novo de casa. Tá bonito. É que meu me tá tipo. Ainda tem. Esse vai muito chica. Esse aí. Anda a lutar muito. Aqui vai lutar bem. A luta. Agora se nascer, daí as crianças lá. Vamos, vamos matar. Quando não tem, não tem. Vai, 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 foda. Agora a gente tem que repassar a molada. Furaram mais. Ah, não tem. Você também mete a massa. Para não comer a massa. Đây mọi người nha, thì bây giờ là có hai con lợn của anh em mình là đã có chữa rồi. Thì chắc là cùng một vài tháng nữa là sẽ có những chú lợn con nhỏ. Thì bây giờ bên này là ta sẽ phải đưa thăm bên này. Anh em mình sẽ đưa thăm bên này để ngăn thành đôi bên cái chuồng của dê ở mọi người nhá. Là phải cho lợn thăm này sau nơi con đẻ ở chung trong đó là nó phức tạp đúng không? Bây giờ bùng to đấy, ở trong đó nhiều con đánh nhau là ảnh hưởng đến đến con con đến, ở trong bụng đến thái đây, đến bùng bầu đấy. Thì chuyển sang bên này thì anh em mình sẽ phải làm một cái chuông dế mới để cho dế ở ngoài. Agora vou cuidar mais mete aí de DVD. Sim. Sim. Já agora tem fazer primeiro uma casa de cabrito aqui fora. Quando acabou aqui mete cabrito fora, depois vai meter porco aqui. Tá bonito. Sim. Tá bom. Sim. Anh em mình sẽ chuyển làm chuông dế ở bên sát bên cạnh này một lần mọi người nhé. Đấy. Nào giống san. Làm dậu đi, anh làm dậu cái bông luôn để mà đau luôn. Ừ. Ê, đau luôn. Phụ rồi. Đi vào. Ok. Chắc chắc. Đó. Cửa tím. Đấy, cái tím làm dậu cái tí nữa đi. Tôn lấy mét này. Không có bá mẹ. Từng sáu mình làm kiểu dài đó. Tao mà tính vừa tấm tôn đi. À, vừa tấm tôn. Đừng để thừa nó nhiều quá. Ok. Đâu, anh khu đấy. Ừ. Về đúng đi, cứ vào đây. Ừ. Hả? Ừ. Là đã đấy nhá. Oh, that's
Mais um prego, pai, pai.
Mọi người nhé, thì dế cũng là đi ăn về rồi mà anh em mình đang làm công dế ở bên này thì bây giờ cũng tối rồi mà chắc không xong được vì là làm trên cao mà anh em mình cũng làm hơi muộn hơi chiều đi vì là đi mua những cái thứ đồ thiếu nên mà cùng lấy nên là rất nhiều việc nên là chỉ hôm nay chỉ là được làm cái khung sườn sóng và là được cùng với một nửa đấy, đấy được 4 tấm đấy. Ngày mai anh em mình mới đóng thưng lại nha các bạn. Ngày mai là lợp cho xong rồi bắt đầu là anh em mình thứng xung quanh luôn để gọi là chuồng dế anh em mình không xảy đâu. Dế thì đi ăn về trong này rất nhiều dế. Donne pusha aquí. Pega cota leva aquí. Pega aquí. Y por aquí. Bonito. Aquí, ven, leva aquí. Leva aquí. Ya. Leva aquí. Vai daí, outro vai daí. Mateo. Con dế của anh Trường Thôn mọi người nhá. Là rất là phá nghịch. Da đấy mà phá lắm. Lùa về chuồng là không chịu về, đang chạy đi lúng túng, chạy đi tìm chắc là tìm con dê cãi dê kiệt cái này. Đấy, kêu, có kể. Mẹ tới đi anh mẹ tới sao? Đấy, dê anh Trường Thôn đấy. Dạ, bắt đây đây. Bắt đây đây. Đấy, nó cũng có lỗi. Đấy, bắt hết rồi. Mày ơi. Ghê giờ rất nhiều đấy. Cho kia nhé. Ê, cho cụ tư nơi, cho cụ tư nơi. Ừ. Ôi, cho anh. Đấy mọi nhá, thì anh em mình hôm nay là cùng lấy này là làm thêm một chuồng dế để cho dế ra ở ngoài. Đấy và sóng nó sẽ cho hai con lợn có chữa đấy sang bên này để sau này tiền lời cho cái việc sinh đẻ đấy. Phải riêng, khi lợn sinh đẻ là phải riêng để mà dễ chăm sóc đấy. Dế là đi ăn về đấy, mọi người thấy đấy. Đi ăn về là mỗi con một bùng cái này to. Ăn có kể. Thì video hôm nay thì anh em mình cùng xin dừng tại đây. Nên mọi người thấy video này hay, video này có ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Nông Nghiệp Việt Nam ở Châu Phi để ngoài anh em cùng tới nha. Chào các bạn. Alleluia.